Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Chuyện bên thầy ứng nghiệm với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Chuyện bên thầy Sau đệ nhị thế chiến Nhật, Đức, Ý bị đồng minh đánh bại, Nhật bị hai quả bom nguyên tử nhật hoàng đầu hàng vô điều kiện một hôm đức thầy đang tiếp chuyện với hai vị khách quý thuộc hàng trí thức hôm nay nhằm ngày trực của ông giáo khương ông khương vừa bưng nước trà đến phòng khách nghe một vị khách hỏi thầy thưa ông tư sau đệ nhị thế chiến chấm dứt ông tư có thể đoán trận giặc thứ ba sẽ xảy ra không nếu có thì vào năm nào và ở đâu đức thầy đáp trận giặc thứ ba sẽ có nhưng tôi không thể định chắc vào năm nào vì còn do sự gieo nhân của nhân loại, nếu họ gây tạo nhân ác nhiều thì sớm, bằng ít sẽ muộn hơn. Nhưng cũng trong chu kỳ hạ ngươn này, còn ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông. Thuật theo lời ông giáo Khương, mở sáng ngày thứ bảy ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023, ngày 23 tháng 8 âm lịch năm mèo quý mão. Hamas mở cuộc đột kích lãnh thổ Israel, bùng nổ chiến tranh Trung Đông đưa loài người đến họa diệt vong. Bần sĩ vô danh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ vân ôi. Ba bên bốn phía đang vây phủ, trùng trùng điệp điệp đến không lơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm não, khắp trong hoàn vũ sẽ dã rời. Năm mẹo, tiên tri của đức cậu bần sĩ vô danh, suy đời luận đảo trang 100. Thiền tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1998. Cậu nói kỳ vân đúng năm mèo, lớp khổ lớp sầu lại mắc eo. Kẻ đau người chết ôi thê thảm, tại vì quả ác tự chúng gieo. Ta giờ có cứu đâu có được, tự họ không tầm không chịu theo. Theo là chân lý lời Phật dạy, theo đấng minh sư sợ đói nghèo. Như vậy làm sao hàng học đạo, tâm lòng bẩn trượt quá mốc meo. Trận chiến thứ ba có hay không? Thiên cơ ơi hỡi bớ đạo đồng, cậu chẳng luận bàn chi nữa cả, bàn hoài bàn mãi cũng mất công. Chúng đâu có biết, người không sợ, tới giờ ơi hỡi chịu long đong, thì là rõ cuộc ôi muộn quá, đang đứng ở đâu trận cuồng phong. Phải chi nghe trước đâu có hoại, thì đã lập xong đại công đồng. Cậu gửi kỳ vân lá thư cùng, lắng dịu lòng mình giữ bậc trung, luận suy kim cổ ngày năm tháng, chờ đợi nay mai sấm nổ đùng mài trí nhân tài cho vẹn vẻ, tiếng vang thần thánh để không chung. Trích quay về nguồn cội trang 152, 163,164, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết gửi kỳ vân cư sĩ, Thiên tịnh biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1997. Mèo kêu vang dậy, đờn kêu hát khúc ai bi. Mèo kêu vang dậy thời kỳ mới khai, năm mèo mới rõ mới hay, 2023. Quế mèo phải chịu trắng tay khắp vùng. Mèo kêu đừng có nói khùng, coi chừng hỡi sẽ chập trùng tới đây. Đờn kêu đức cậu không dây, nửa mèo tặc tử tà tây loạn cuồng. Mèo kêu lệ chảy dầm tuôn. Ai ơi đừng khổ đừng buồn đừng lo. Đừng giàu đừng có bị so. Mau trơn hối cải rồi lo làm hiền. Đờn kêu cho tới thị thiền. Thôn quê cũng vậy nối liền cùng nhau. Đờn kêu sóng bùa ba đảo. Ai khôn ai dại ai giàu cũng vong. Đờn kêu ai ví thiện công. Rồi đây sẽ mở mây rồng tường chi. Đờn kêu tiêu hết còn gì. Bần buồn nước mắt lâm ly châu mày. Ngồi buồn chẳng nói với ai. Chi cơ chút xíu luận bài rồi xem. Đờn kêu bần đứng bên rèm Muốn về cho rảnh không thèm nói năng. Đờn kêu chưa được tròn trăng. Thì là thượng đế san bằng tiêu tan. Đờn kêu đừng có nghi ngang ỷ thân ỉ thế rồi tàn từ đây. Đờn kêu danh dự khỏa khuây, đờn kêu ai lũ tả tây chôn vùi. Đờn kêu phải dáng ngậm ngùi, ta thương ta nói ta vui làm gì. Đờn kêu ơi hỡi sầu bi, mèo qua thìn lại rồi đi nơi nào. Gò cao thành vũng thành ao, thành biển thành biển ta đau đớn lòng. Rồi đây ngập đến rừng tổng, đờn kêu các bậc dáng trông dáng chờ. Thầy còn ẩn dạng bí thơ, chờ trong cơ đạo vậy thời hồi quy đờn kêu ngàn dậm vậy thì kêu trong bá tánh lâm ly châu mày đờn kêu trong lại kêu ngoài hết hơi hết tiếng hết bài thi văn đờn kêu việc đến khó khăn bình dương còn dậy dáng hằng dáng chi phép tài đấu chiến suy nguy ba bên bốn phía hành nghi sẵn rồi đờn kêu chưa lặng người ôi do ngài thượng đế quay rồi phải ăn ta đờn đó khó khăn sắp tới khắp hoàn cầu thế giới lung lay thứ ba tranh pháp tranh tài đem ra thi đấu trong ngoài khổ đau. Phải như vậy mới nào khai mạc, phải làm theo lệnh của Phật trời. Tội cho người ác người ơi, ngài cầm cung lệnh tuyệt đời tiêu tan. Sông biển đó máu tràn như hải, xương ngổn ngang ba bảy như rừng. Vậy mà bá tánh chưa hưng, còn vui còn thích còn mừng bôn ba. Tiếng đờn kêu chan hòa đẫm lệ, nếu ai ngoan bảo vệ hồn thần. Đặng sau về được tân dân, hưởng mùa hoa nở ngày gần rồi coi. Trích Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 22-25 đến 25, Kết tập từ mở P3 luận cơ chi đạo từ phút 73 do Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết năm 1998, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1999. Thế chiến ba tận thế còn ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông, trích lời Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ Tiên Tri Năm Mèo Thế Chiến Ba Tận Thế. Bồ Tát Phật giáng trần trong cảnh dầu sôi lửa bỏng khẩn trương truyền đạo kêu gọi chúng sanh gấp rút tu hành. Bồ Tát Phật không có thì giờ dối rảnh làm thơ vịnh nguyệt mơ màng viển vông mây nước hay tả cảnh hoàng hôn tím yêu thương vu vơ. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Ngài đều khế hợp thiên cơ. Ngày 24 tháng 7 năm 1941 Đức Huỳnh giáo chủ nhìn tượng con beo đá trưng bày tại nhà ông Võ Văn Giỏi. Thầy đã làm bài thơ vịnh con beo đá để gửi thông điệp thiên cơ. Beo ơi, beo hỡi là beo. Gần cọp sao mi lại giống mèo. Ngóng cổ chờ ai đem thịt tới. Hay chờ gạt chó cướp đàn treo. Bạc liêu, ngày 1 tháng 6 nhuần tân tị, tức ngày 24 tháng 7 năm 1941. Thiên cơ bất khả lộ. Bồ Tát muốn hé lộ thiên cơ phải dùng phương tiện nói mẹo bóng gió hư hư thực thực, ý tại ngôn ngoại, dương đông kích tây, nói cái này ám chỉ cái kia. Những chữ như beo, mèo, cướp đàn treo ám chỉ năm quý mão 2023 mèo, chiến tranh bùng nổ khốc liệt cướp đàn treo vùng Trung Đông, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết thê thảm, dân chúng di tản, đói khát tràn lan. Sydney ngày 20 tháng 10 năm 2023, kỳ vân cư sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.